Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phát trên sóng AM tần số 756 kHz và FM tần số 96,9 MHz. Hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Các khu công nghiệp Long An giữ nhịp hút vốn đầu tư, đức quà trên 3,4 tỷ đồng thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Cuối chương trình là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Hiện toàn tỉnh Long An có 16 trên 28 khu công nghiệp đang hoạt động, với tỷ lệ lấp đầy hơn 67%, đã thu hút gần 1.220 dự án đầu tư trong và ngoài nước. Với kết quả này, Long An được đánh giá là địa phương đang giữ nhịp hút vốn đầu tư tương đối tốt, Hải Sơn là một trong những khu công nghiệp đi đầu trong thu hút vốn đầu tư của tỉnh. Năm 2015-2016, khu công nghiệp Hải Sơn xã Đức Hòa Hạ huyện Đức Hòa đã thu hút được 95 doanh nghiệp. Riêng những tháng đầu năm 2017 này cũng đã có 10 doanh nghiệp chọn Hải Sơn để đầu tư với diện tích khoảng 500 ha. Sau gần 10 năm thành lập, khu công nghiệp đã thu hút được 280 doanh nghiệp trong và ngoài nước với sự đa dạng về ngành nghề, sự đầu tư hiệu quả, sử dụng công nghệ mới trong sản xuất nhiều công ty trong khu công nghiệp Hải Sơn đã khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường trong nước và khu vực như công ty dệt Đông Quang, diện tích đầu tư gần 20 ha, hàng năm đạt doanh thu hàng ngàn tỷ đồng. Tính chung, toàn tỉnh hiện có 16 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút gần 1.220 dự án đầu tư, trong đó có gần 500 dự án đầu tư nước ngoài với tổng nguồn vốn trên 3 tỷ đô la Mỹ và khoảng 720 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 53.000 tỷ đồng. Thông qua đó, các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho trên 100.000 lao động và góp phần tích cực cho ngân sách địa phương. Trong năm qua, chính quyền địa phương và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bình Thạnh, huyện Mộc Quá đã có sự phối hợp tốt trong thực hiện các nội dung của Ngày Biên phòng Toàn dân và Chỉ thị 01 của Chính phủ, qua đó tiếp tục duy trì có hiệu quả mô hình tiến cảng dùng biên, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới tuyên truyền vận động trên 600 hộ dân trên tuyến biên giới đăng ký tham gia bảo vệ đường biên cột mốc. Ngoài ra, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 187 nguồn tin, trong đó có 113 nguồn tin có giá trị, làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới. Thời gian tới, quận cần phối hợp tốt hơn nữa giữa lực lượng bộ đội biên phòng cùng chính quyền địa phương, nhân dân thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát, bảo vệ đường biên cột mốc đẩy mạnh các hoạt động kết nghĩa giao lưu giữa xã Bình Thạnh, đồng biên phòng và đơn vị kết nghĩa, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân trên khu vực biên giới. Ngành thú y huyện Bến Lức tăng cường xuống tận hộ dân có chăn nuôi gia cầm để tuyên truyền hướng dẫn bà con biết những kiến thức cơ bản về dịch cúm gia cầm và biết cách chủ động phòng chống dịch. Ông Phạm Phú Quý, cán bộ thú y xã Bình Đức nói: Rồi Sau khi tiêm, đội ngũ thú y là cũng sẽ cấp giấy và đã chứng nhận tiêm phòng trên cho hộ chăn nuôi để khi mà có sức bán về thị trường thì thú y cũng dễ kiểm tra và sức bán rằng có giấy tờ chứng nhận đã tiêm phòng rồi. Theo thống kê, tổng đàn gia cầm của huyện hiện nay có hơn 700.000 con. Ngành thú y đã tổ chức tiêm phòng và đạt tỷ lệ hơn 80%. Tuy nhiên, hiện nay huyện đang thu hoạch trộn vụ lúa đông xuân nên các đàn dịch chạy đồng từ những nơi khác sẽ đổ về, khả năng mang theo mầm bệnh cúm là rất cao. Bà Nguyễn Thị Mách, xã An Thạnh nói: rồi, kiểu như mình chạy đồng đây là nay mấy chục năm nay là mình đi liên tỉnh hết tỉnh này qua tỉnh khác vậy đó là mình phải tiêm phòng cho cái an toàn tiêm phòng càng nhiều càng tốt nữa tới đợt là phải tiêm chứ không dám mà không có bỏ qua được trước tình hình dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp ngành nông nghiệp trạm thú y huyện đang đẩy mạnh công tác kiểm tra dự báo dịch bệnh để có giải pháp khống chế kịp thời thường xuyên tuyên truyền vận động hộ dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi đẩy mạnh kiểm soát giết mổ gia cầm kiểm soát vận chuyển kiểm tra vệ sinh thú y chủ động đối phó và không để dịch bệnh phát sinh phát tán trên diện rộng. Năm 2017, quyền nước qua dành nguồn kinh phí trên 3,4 tỷ đồng thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, trong đó nguồn kinh phí sự nghiệp gần 3 tỷ đồng, còn lại là kinh phí chương trình mục tiêu. Mục tiêu đặt ra trong năm nay là ổn định và duy trì mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 0,05% triển khai và mở rộng các mô hình truyền thông, các giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức 105 trẻ nam trên 100 trẻ nữ, từ mức nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản. Quyền quỹ Đức Hòa tăng cường kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác dân số, nâng cao chất lượng dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và giáo dục về dân số sức khỏe sinh sản trong nhân dân, nhất là giới trẻ trong giai đoạn 2011-2015, tình hình sốt rét trên địa bàn thành phố Tân An có chiều hướng giảm, không có bệnh nhân sốt rét tại địa bàn mà chỉ xuất hiện hai ca bệnh từ nơi khác đến. Các ca bệnh xảy ra vào các năm 2011 và 2014 trên địa bàn xã Bình Tâm và phường 7. Đặc điểm các bệnh nhân sốt rét có một ca là Fancy và một ca là Vivas, nhiễm bệnh từ nơi khác do đi làm ăn xa ở vùng sốt rét lưu hành, ít xảy ra sốt rét ác tính để loại trừ phòng chống sốt rét, thành phố Tân An tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống và loại trừ sốt rét tới cộng đồng bằng các phương tiện thông tin thích hợp, đặc biệt truyền thông giáo dục sức khỏe trực tiếp cho người có đi lại sinh sống tại vùng có sốt rét lưu hành ngoài tỉnh và người dân sống trong vùng có sốt rét lưu hành cũ. Các địa phương không chủ quan coi nhẹ công tác phòng chống sốt rét khi sốt rét đã giảm thấp, tăng cường giám sát mũi anofen, định kỳ và đột xuất thực hiện phun tồn lưu hóa chất khi có ca bệnh sốt rét và có mũi truyền bệnh, lòng ghép biện pháp phòng chống mũi truyền bệnh sốt rét giải phòng chống mũi truyền bệnh các bệnh khác như sốt xuất số huyết Zika, tổ chức tập quấn cho nâng cao năng lực chuẩn đoán và điều trị sốt rét, khống chế không để tử vong do sốt rét, phát hiện sớm và điều trị kịp thời tất cả những bệnh nhân nghi ngờ mắc sốt rét với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ quyện Cần Đức phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội quyện đã hỗ trợ chúng gia cho trên 7.000 hội viên. Đến nay, hội đang quản lý trên 90 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, hội viên phụ nữ có điều kiện chăn nuôi sản xuất dương lên khá giả, ổn định cuộc sống. Hội phối hợp tổ chức định hướng nghề giới thiệu việc làm, đồng thời mở 18 lớp dạy nghề với trên 500 học viên tham gia với các nghề hiện nay đang rất thu hút nhân công như may gia công, may giày da, trồng lúa, trồng rau, nuôi gà. Chị Dương Thị Luyến, ấp 1A xã Tân Trạch cho biết. nguồn giống này đưa về là ở xã Tân Trạch này coi như là 8 ấp của xã này cũng là rất là phấn khởi. Để có thêm nguồn vốn hỗ trợ, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn quyện còn khai thác phát quy nguồn vốn chay có hiệu quả từ quỹ xếp, ngân hàng Đông Á, Mê Công, quỹ tín dụng nhân dân Cò Đen, với tổng nguồn vốn trên 26 tỷ đồng cho gần 3.000 hộ hội viên chay. Từ đó, nhiều mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được hội xây dựng và hoạt động ngày càng hiệu quả, như liên kết sản xuất rau an toàn, dịch vụ nấu ăn, may gia công, đang giỏi nhựa. Đi đôi với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, qua quá trình tiếp cận hộ nghèo do nữ làm chủ hộ, các cấp hội phụ nữ trong quyền đã giúp 65 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, đa số các diện tích lúa đông xuân ở huyện Thành Quả đang trong giai đoạn từ làm đồng đến trổ giữa hơn 15.400 hecta, hơn 2.000 hecta đang trong giai đoạn chắc chính và có gần 3.200 hecta lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh. Trong số các diện tích này, có hơn 5.400 hecta lúa bị nhiễm trầy nâu. Hiện trầy nâu đang ở tuổi 1 đến tuổi 3. Các diện tích nhiễm nặng chủ yếu tập trung ở các xã như Tân Đông, Thành Phú, Thành Phước và Thành An. Ngoài trầy nâu, bệnh đạo ôn lá cũng gây hại với tổng diện tích hơn 280 hecta, tỷ lệ gây hại phổ biến từ 5 đến 10% theo dự báo của trạm trồng trọt cho bây giờ thực vật quyền trong những ngày tới rầy nâu tiếp tục phát triển và tăng khả năng gây hại trên lúa giai đoạn từ đẻ nhánh đến chắc chính bệnh đạo ôn lá có thể giảm gây hại trên lúa giai đoạn từ đẻ nhánh đến làm đồng tuy nhiên bệnh đạo ôn có bông có thể phát sinh phát triển trên lúa giai đoạn trổ điều đến chào chắc nông dân cần thường xuyên thăm đồng theo dõi tình hình diễn biến của các đối tượng dịch hại để có biện pháp xử lý kịp thời Vụ đông sơn năm nay, quyền Đức Hòa có trên 800 hecta rau màu các loại, đây cũng là mùa vụ có diện tích rau màu gia trồng lớn nhất trong năm. Tuy nhiên, từ đầu tháng 2 đến nay, giá cả các loại rau màu liên tục giảm, làm cho người trồng tại quyền Đức Hòa điêu đứng, nhiều người không thể thu hồi vốn, thậm chí lỗ nặng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan tại ấp mới 2 xã Mỹ Hành Nam, quận Đức Hòa, trồng 6.000 mét vuông đậu bắp đang kỳ cho trái. Thông thường, đây là mùa vụ thuận lợi để trồng các loại qua màu, nhất là đậu bắp nhưng năm nay chị lại không trúng mùa như những năm trước. Nguyên nhân cho đậu bắp là cây trồng chịu hạn, thích hợp với không khí nóng ẩm, nhưng những cơn mưa lớn bất thường trong tháng 2 vừa qua đã làm cả ruộng đậu bắp bị hư do không thoát nước kịp. Cùng với thời tiết bất lợi, giá đậu bắp cũng liên tục giảm. Những ngày đầu thương lái thu mua tại ruộng 8.000 đồng một ký và rất dần cho đến nay chỉ còn 3.000 đồng một ký. Mỗi ngày, chị thu hoạch từ 100 đến 130 ký với khoảng 300 đến 400 ngàn đồng, nhưng phải thuê nhân công gần 200.000 đồng. Đầu bắp rớt giá làm cho chị rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn. Nếu bỏ thì mất trắng hơn 15 triệu đồng vốn đầu tư ban đầu. Nếu dẫn hai trái thì phải thuê thêm nhân công rồi phun thuốc, tưới nước để đảm bảo chất lượng hàng nông sản. Không còn cách nào khác, đành phải cố gắng đeo bám với mong muốn giá sẽ tăng lên trong những ngày tới. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết. Trồng đồ bắp nay mười mấy năm rồi có năm nay sao mà rẻ. Năm ngoái thì trồng trúng mùa được mười mấy hai chục ngàn ký á. Mà thấy trúng cũng có giá trồng lợi cho nay rẻ quá trời rồi đó. Có hai ba ngàn ký. Cũng giống như chị Lan, bà Lê Thị Bé tại ấp Tân Quà xã Đức Lập Hạ trồng 3 ngàn mét vuông dưa leo. Dưa leo còn rất giá thê thảm hơn đồ bắp. Trong vòng hai tuần qua, giá dưa leo chỉ 2.000 đồng một ký. Giá thấp, lỗ vốn nhưng việc mua bán cũng khó khăn hơn. Bà Lê Thị Bé cho biết. Rồi năm nay á, sao mà ăn khó khăn quá, đồng giá thì là 6-7 ngàn ký, thì giá rẻ nhất, mà bây giờ còn có 1-2 ngàn. Lấy lấy cũng chê tới chê lui, nó rẻ quá là, là không biết làm sao, người nào cũng than hết, cũng lỗ rồi. Bây giờ không có tiền mà trả tiền phân cho cho người ta nữa, mua chịu mua thiếu nữa. Không riêng gì độc bắp, dưa leo, các mặt hàng rau củ khác như bầu, bí, khổ qua rau cải, giá cũng đồng loạt rớt giá mạnh, chỉ còn vài ngàn đồng một ký. Cây ớt mới vài tháng trước giá cao ngất ngưỡng trên 100.000 đồng cũng giảm đáng kể, còn chưa đầy 20.000 đồng một ký. Với mức giá này, người trồng phải chịu mức thua lỗ từ 10 triệu đến vài chục triệu đồng một hecta tùy loại. Một nghịch lý là người trồng bán rẻ, nhưng người tiêu dùng phải mua với giá cao. Các loại rau củ quả đến tay người tiêu dùng đều ở mức cao hơn gấp nhiều lần có thể thấy nguyên nhân là do hàng nông sản phải qua nhiều trung gian trong khâu tiêu thụ. Để đảm bảo lợi ích của người nông dân và khuyến khích phong trào sản xuất phát triển, thiết nghĩ ngành chức năng cần vào cuộc với quyết tâm cao hơn như theo dõi dự báo thị trường, quy hoạch dùng sản xuất rau, tích cực liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, giảm tầng nất trung gian, tăng cường các hoạt động khuyến nông, hỗ trợ người dân trồng rau sạch để đảm bảo chất lượng và thu nhập. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin trong nước và thế giới. Các doanh nghiệp đều nhận được những tín hiệu thuận lợi từ việc kinh doanh nông sản chế biến sâu. Tây Nguyên hiện là dùng trọng điểm nông nghiệp với hàng loạt loại nông sản chủ lực của cả nước, trong đó có tới 5 loại nông sản giá trị kim ngạch mỗi năm trên 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, việc xuất khẩu nông sản dạng thô và sơ chế vẫn khá phổ biến. Các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu mới trong khoảng 3 năm trở lại đây. Ngay lập tức, các doanh nghiệp đều nhận được những tín hiệu thuận lợi từ việc kinh doanh nông sản chế biến sâu. Thực tế thời gian qua có tình trạng doanh nghiệp lựa chọn những tỉnh gần thành phố Hồ Chí Minh như Đồng Nai, Bình Dương để đầu tư chế biến cà phê, tiêu, cao su. Điều này đặt ra cho các tỉnh Tây Nguyên phải có những thay đổi về môi trường và hạ tầng kinh doanh. Hiện các tỉnh Tây Nguyên đang bước vào cao điểm thu hoạch tiêu. Trên thị trường có thể thấy giá tiêu sọ hay còn gọi là tiêu trắng thường cao gấp đôi so với tiêu đen. Điều đó cho thấy chỉ cần một thay đổi nhỏ trong chế biến, giá trị của nông sản đã tăng lên rất nhiều. Vấn đề đặt ra cho các địa phương là giải pháp công nghệ và chính sách thu hút đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp tham gia. Với hướng đi này, Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung đặt mục tiêu tăng tỷ lệ chế biến sâu với nông sản chủ lực lên 15 đến 20%. Với đợt tấn công mới, quân đội Iraq hy vọng có thể giành được hoàn toàn quyền kiểm soát thành trì chủ chốt cuối cùng của IS tại quốc gia này. Lực lượng an ninh Iraq vừa triển khai một cuộc tấn công mới nhằm vào phía tây thành phố cổ Mosul, xuất phát từ các khu vực ngoài ô phía nam Mosul. Lực lượng này nhắm vào các tuyến vận thủ của phiến quân IS xung quanh nội thành, mở đường cho quân đội giành lại một số tòa nhà của chính phủ. Bốn người Yemen bị bắt giữ do bị tình nghi là thành viên một nhóm nổi dậy ở Yemen và cũng nằm trong đường dây tổ chức làm giả giấy tờ đi lại. Cảnh sát cũng tịch thu nhiều hộ chiếu với các quốc tịch khác nhau và nhiều loại tiền tệ với tổng trị giá 60.650 đô la Mỹ. Trong khi đó, đối tượng còn lại mang thị thực sinh viên giả có liên hệ với một nhóm tay súng ở Đông Á chuyên đưa thành viên tới Malaysia trước khi gia nhập IS ở Syria. Trong số 7 người bị bắt giữ có một người Malaysia, một người Indonesia, 4 người Yemen và còn lại đến từ một nước Đông Á. Cảnh sát Malaysia cho biết đã bắt giữ 6 người nước ngoài và một người Malaysia bị nghi có liên hệ với nhóm khủng bố, trong đó có tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Trong một thông cáo, Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar cho biết, hai đối tượng người Malaysia và Indonesia bị bắt do đã lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Malaysia bằng một thiết bị nổ gắn trên một xe ô tô trước khi chạy tới Syri để gia nhập IS. Hai người này thuộc mạng lưới IS nhận chỉ thị hành động từ J.D., một tay súng người Malaysia tham gia IS ở Syri. Giờ đó là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.